Hello Tuấn Rồng nhá. Anh đang ở trên phố. Anh không. Hello, hello Thành nha. Hay là 10 người xem nhá. Tối về ngập ok tối nhá. Hôm nào ấy? Hello Tức. Hello Tiên Tấn. Hello Nhật. Hello 15 người xem nhá. Chúc anh em một sửa vui vẻ nhá. Tuấn à, Tuấn Hà Đồng ơi, tao em khỏe không? Xuyên anh mà hello nha. Hello 17 người đồng xem nhá. Xuyệt. Con xài hơi phí. Hello em Trang. Em Trang ở đây em làm gì ấy? Hello Bích. Là. Hello Hạnh nhá. Anh em ơi lên sóng. Anh em ơi đợi tim em anh em ơi. Hello Sơn. Thì xác luôn. Hello Hùng nha. Xuyệt. Hello Sường nha. Hello Hạnh nha. Lấy ngân baby nha. Bụt à? Tôi định Anh lấy ngân baby đấy. Thiên thần. Nó cần bụt đâu? Cho xuất hiện cho đến lúc edit đấy, em cho nó lóe tí. Làm với mẹ. Có xem bao nhiêu? Cho sáng sáng nó lóe tí nhỉ. Cái không. Trăm cuốn vào. 19.000 anh em. Ừ. Đây là lịch chính nha, vừa xong là lịch phụ. Đây là lịch chính. Đức em tóc trắng này. Em đây lịch chính nha. Em đi đâu rồi nữa? Hello Hạnh Hoa. Hello anh không Khánh. Không đâu à? Ừ. Hai lịch mà. Lịch kia ít người, ít lại. À, mới gửi đi khác à? Ừ. Nhiều lịch quá nhỉ. Hello nha. Hello Chiến nha. Ngủ muôn đời em chào anh con lên nào tạo đi mẹ anh em ơi. Hello Việt nha. Ủa? Nhưng một
Này. 6 tiếng làm nào mà hướng người yêu đi được. Cầu đứng cứ thấy luôn. Hello Dũng nha. Hello bạn Dũng. Ăn chưa mất tiếng. Nhưng mà quay xong rồi mà. À thứ này. Xong là về rồi. Chào ấy. Đang nói chuyện với anh em đấy đâu vui này. Ai bảo? Trần quá, tâm trạng đâu nói chuyện. Anh ra live với Toàn này. Mọi người thấy tóc mình đẹp không? Hello vị anh nha. Hello Huy. Hello Tấn nha. Hello Tiến. Mẹ đéo sản phẩm không có sẵn tại khu ra. À mẹ cái nick TikTok này của mình đéo ấy. Anh Thắng anh sang xem sản phẩm này. Sản phẩm ui vãi rồi. 4.6 giá niêm yết 460.000 giảm còn mẹ 50.000 vãi cả rồi. Được vậy. Đã bán 111k. Ôi, hội em xem này, chào hội em này, sáng, sáng nó vui. Rồi. Chào ý, vui nó lại nói. Đấy là cái sản phẩm này. Chào Trang. Tiến ơi, hôm nay anh về thì anh mình đi nhậu, nha. Này, sao nó vui bạn gì em này? 20 triệu trên một video. Nói em. Không, nó đòi kệ nó chứ mình cứ phệt. Em nói. Nó để bọn em đang xem công việc anh. Đúng rồi. Tập trung đi anh. Thắng tìm về gái cái gì đang công việc thì gái cái gì. Đang xem. Cô chơi cốt ADS thì mình vẫn nhớ, nhưng mà một bút 1 video lên cây nghe mình vẫn phải giảm lấy tiền. Ừ, cứ giá như thế thôi. Ừ. 35 mét à? Hello Khoa nha. Em xem cái nó. Đó mình xem cái video sáng nay lên kỹ thuật là sao luôn. Hello Tức. Hello Huyền Anh. Có em ơi. Mời em lên nha. Ừ. Căng quá. Lơ ngung. Cái gì?
Hello Bùi Tuấn Anh. Anh em trong gan sòng. Tao nằm tận đời này.